Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bãi sẽ qua cái đèo Huyền Thoại để chạy cá. Dân bãi mời cả nhà cùng xem dân bãi chạy. Cá dính quá đã. Cá nhỏ dân bãi thả lại. Cá quá phê. Cá nhỏ trong bãi giục trở lại. Cá nó dính chạy cùng rẻ mặt. Quá đã. Cá nhỏ dần bãi thả lại. Cá phi quá phê. Quá sức trận này quá sức. Dính cà phê quá đã. Bự bự nhưng phải bắt đầu ngựa quả ốc à. Quá phê. Chân này quá sức. Chính cà phê bự bự quá đã luôn. Quá phê. Nhà có ốc đắng à, bự bự quá đã. Rồi để dân bãi về đổ cá ra rồi quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Rồi cá dân bãi đi chài về, dân bãi bằm chung với thịt ba rọi. Cái món này dân bãi kho cà chua. Rồi thịt heo này dân bãi mua về, dân bãi hầm với bí đỏ nha cả nhà. Tỏi
hành, ớt dân bãi băm sẵn. Dân bãi mời cả nhà cùng xem dân bãi nấu. Rồi về dân bãi ướp, dân bãi cho chút đường, nửa muỗng cà phê Aoi ngon, phần tư muỗng cà phê Vụt Nêm, phần tư muỗng cà phê muối. Rồi dân bãi cho hành, dân bãi sắc nhuyễn vô luôn. Rồi dân bãi chẻ bí, bí dân bãi sắc mỏng mỏng. Cái món này quá đã. Rồi tiếp tục dân bãi sắc cho xong luôn nha cả nhà. Rồi chảo nóng rồi dân bãi cho dầu ăn vô. Dân bãi giò viên tròn tròn thì dân bãi chiên nha cả nhà. Mình tiếp tục dân bãi và chiên cho nó hết cho phần còn lại luôn. Rồi cá nó vàng vậy là được rồi, dân bãi gấp ra. Rồi dân bãi cho phân nửa củ hành băm, phân nửa tỏi băm vô. Quá thơm. Rồi dân bãi cho thịt heo vô. Đầu vô nó bốc mùi, nó thơm cho mình khỏe mát. Rồi dân bãi cho một muỗng cà phê Aoi ngon, phần tư muỗng cà phê Bột Nêm, một muỗng cà phê muối, muỗng cà phê đường. Rồi dân bãi xào cho nó rút cái gia vị. Quá đã cái món này. Rồi thịt nó rút gia vị nó săn lại, dân bãi cho nước vô. Rồi dân bãi hầm nửa tiếng cho thịt nó mềm. Rồi về dân bãi sắc cà chua. Cà chua dân bãi sắc muối cao. Rồi thịt dân bãi hầm được nửa tiếng rồi, về dân bãi vớt bọt. Rồi dân bãi cho bí vô. Đó, quá đã. Rồi cho bí nó chín rồi dân bãi nêm lại. Rồi giờ dân bãi vớt bọt sơ là cái dân bãi nêm. Thiếu bột nêm dân bãi cho chút bột nêm nữa. Rồi vậy là vừa ăn rồi, dân bãi cho hành vô. Quá đã. Rồi dân bãi nhắc xuống. Rồi dân bãi bắt cái chảo khác, dân bãi cho dầu ăn vô. Dân bãi cho củ hành với tỏi băm, ớt băm vô luôn. Rồi tỏi với củ hành vàng, dân bãi cho cà chua vô. Dân bãi cho muỗng tương ớt vô. Bãi cho muỗng nước mắm vô, nửa muỗng cà phê Aoi ngon, phần tư bột nêm, muỗng cà phê đường. Rồi dân bãi cho cá giò viên, dân bãi chiên vô luôn. Đó, quá đã. Dân bãi cho nửa chén nước lọc vô luôn. Rồi cà chua nó chín rồi, về dân bãi nêm lại. Rồi vừa ăn rồi, dân bãi cho hành vô. Cái nêm này tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha cả nhà.
rồi dân bãi nhắc xuống. Rồi dân bãi nấu xong rồi dân bãi múc ra tượng ra dĩa rồi cả nhà. Thịt heo hầm bí đỏ, cá phi bầm dừa viên, kho cà ăn cùng với cơm, chấm nước mắm mặn. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi. Dân bãi xúc cơm liền. Quá đã cái hai cái món này. Đó. Cá phi bầm trộn thịt dò viên, dân bãi mời cả nhà. Nó nóng. Quá đã. Cá phi này bầm trộn thịt ba rọi, kho cà nó chua chua, cá thì nó dẻo, quá phê luôn. Cái nước này dân bãi nêm nó lạt lạt, nó ngọt ngọt, nó chua chua, trầu rồi. Chua chua ngọt ngọt quá phê luôn. Một buổi sáng trời gió mát cho thanh mà dân bãi ngồi ăn thịt hầm bí đỏ, cá phi bầm dò viên, kho cà, hai món đồng quê dân bãi ăn cứ bằng quá phê luôn. Bí đỏ dân bãi cho lẩu vô nước mắm mặn à, trời ơi. Phải mời cả nhà. Thịt heo bãi cho nó lăn hợp vô nước mắm mặn luôn đó. Phải mời cả nhà. Bí đỏ nó rút vô cái thịt heo nó thơm thơm, nó bùi bùi, nó dẻo dẻo, nó làm cho dân bãi ăn mà có cái cảm giác mà lòng của dân bãi nó lăn lăn như giấc mộng ban đầu luôn. Nó ngon rẻ mặt. Quá đã. Phải đưa chớp vô. Trâu được trâu. Chớp nó cay dân bãi gặt cả đầu luôn. Bãi chan nước canh vô. Bãi chan vô. Quá đã luôn. Dòng bãi húp người rồ như người ta kéo đần cò luôn. Húp rẻ mạt. Quá đã. Thịt hầm bí đỏ đồng quê dân bãi ăn cứ bằng quá phê. Nước nó ngọt quá, dân bãi chan tiếp. Thịt dân bãi cho lẩu vô. Bãi mời cả nhà. Bí đỏ thì nó dẻo, nó thơm. Bí thì nó rút cái nước thịt heo vô, nó béo, nó thơm. Nó thơm gì mà nó thơm lạ, thơm lòng luôn. Nhưng bãi ăn đi cả một vùng nó cũng vẫn còn thơm. Nó thơm quá chất trận này. Bãi lăn hợp vô. Châu ớt vô. Trầu rồi. Ớt cay là bãi luôn. Té hò luôn. Bãi cắn vô cái nó nồng lên lỗ mũi luôn. Bãi chịu không nổi luôn. Bãi mời cả nhà.
phê bầm với lại thịt ba rọi, hai cái này nó hòa quyện trở lại, nó dẻo dẻo, nó thơm thơm, quá đã luôn. Cộng thêm cà chua nữa, nó chua chua ngọt ngọt nữa, trong bãi chịu đời không nổi luôn. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh, dân bãi ngầu gặn hai cái món đồng quê này, dân bãi ăn nó ngon cứ bằng rẻ mạt luôn. Mới cơm vô bãi cho nó lăn lậu vô cái nước mắm mặn luôn. Cái cục xương quá đã, trong bãi mời cả nhà. Cục xương luôn, nó cứng còn rẻ mạt luôn, cũng hên à. Hai cái hàm răng dân bãi mà còn chặt quá chắc chắn, chứ hai hàm răng dân bãi mà yếu yếu dân bãi cắn mấy cục thương này cái mà hai cái hàm răng của dân bãi nó rớt nó đắt nhà bạch 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 rất là thương. Bãi mời cả nhà miếng bí. Quá lạ. Hai cái món này ăn với cơm nó quá ngon, ăn nó không có ngán cả nhà. Từ nào dân bãi ăn hết cái tượng thịt hầm này với lại cái cà phê bằm tiên này, dân bãi mới ngán. Tới giờ mà dân bãi nó ngán rồi cái là cái bụng dân bãi nó no bể cái bầm quá sức cả nhà. Chan nước canh vô đó. Đó, dân bãi cho lậu vô. Dân bãi mời cả nhà. Quá phê. Ôi dồi, nó ngon mà dân bãi ăn còn mùi hâu, dân bãi ướt mặt luôn. Nó ngon rẻ mạt. Ngon quá, dân bãi trời lớn luôn. Dân bãi bẻ cái đầu ớt, cái đầu quả ớt này nó chà bá luôn, nó dày nhằn, nó cứ ngắt quên quên dân bãi nuốt vô cái dân bãi mắc cổ, dân bãi chững chân quá đã đó. Cái ớt với cục thịt dân bãi cho lăn lậu vô nước mắm mặn đó. Dân bãi mời cả nhà. Phải đưa miếng bí vô. Ôi dồi, cái ớt nó cay. Cay dân bãi chịu đời không nổi luôn. Cay rẻ mặt. Quá ngon. Trong bãi mời cả nhà ca trà đá. Thật sự cái món kho với cái món canh này đồng quê dân bãi ăn quá ngon. Dân bãi ăn gần hết một dĩa cơm, ăn giật tượng canh luôn. Cái dĩa kho dân bãi ăn cũng giật luôn. Nó ngon dân bãi ăn, cái bụng dân bãi nó no muốn bể cái bầm luôn. Quá chất chặn này quá chất. Dân bãi cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dân bãi nấu hai cái món này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.